một trong những cái hotel nổi tiếng ở biển San Diego. Mình hầu như là gần như là book để ở cái hotel đó đó các bạn, nhưng mà sau cùng thì mình biết là trong cái hotel đó có một cái phòng có ma, cho nên con gái mình sợ quá, con gái mình không có chịu ở nên phải book cái hotel hai giá này. Nhưng mà con gái mình vẫn muốn đi coi thử coi trong đó nó có cái gì. Bây giờ mình đang trên Uber để đi đến cái hotel đó. Rồi sẽ chia sẻ với các bạn nha. Mình đang đi qua một cái khu nhà rất là đẹp các bạn. Đây là một cái giống như là một cái đảo vậy. Mình đang đi qua một cái đảo của ở San Diego. Cái khu vực này nhà rất là đẹp. Cái người chạy Uber này cho tụi mình có dịp để đi thăm viếng cái khu nhà này. Những khu nhà rất là đẹp. Coronado, hotel này rất là nổi tiếng luôn, rất là lớn, rất là nhiều khu vực, mọi người đang đứng để tham quan đây này các bạn. Đây là hotel Del Coronado. Rồi mình đi theo cái đoàn phái đoàn này. Ai chụp hình hả? Anh chụp cho con à anh? Rồi bây giờ mình đang đi vô phía trong nha các bạn. Trời mới vô đã thấy âm u rồi, bởi vậy mình mới vô rồi cái thấy tối rồi đó. Đó đây là cái hotel này rất là nổi tiếng đó, những người mà họ có tiền á họ cũng hay ở trong cái hotel này lắm đó các bạn. À đó, đây là cái hotel mà thường là người ta đến đây để người ta cái sự tò mò, người ta coi cái ma như thế nào đó ha các bạn. Bây giờ là mình đang ở phía trong cái hotel. Cái hotel này thì nổi tiếng là có một cái phòng có ma, thì thường đó là người ta rất là thích vào cái hotel này để người ta được ở trong cái phòng mà được đồn là ban đêm thì những cái sẽ có hồn ma hiện về đó các bạn. Đó. Không phải là có ma rồi ế thôi nha các bạn, có ma mà người ta lại càng thích, người ta càng tò mò, người ta đến để người ta coi. Thì tụi mình mà hầu như là đang chuẩn bị book rồi đó, thì con gái của mình khoai đau ra là ôi mẹ ơi ba ơi không có book cái hotel này, tại vì cái hotel này là có ma. Anh đang ở rất là sợ. Ok, rất là đẹp. Cái người chạy Uber cũng chỉ tụi mình là nên coi cái thang máy như nè. Cái thang máy này là mấy trăm tuổi rồi đó các bạn. Bắt đầu từ cái cầu thang này thì là những người ở trong hotel này mới được lên.
Còn du khách mà muốn đến đây tham quan, thăm viếng cái khu vực mà cái hotel có ma này thì chỉ được ở đây thôi, chỉ được ở tới đây thôi. À, phía sau cái lưng họ có mấy cái hình có cái hotel mà con đẹp. Hotel này rất là lớn luôn, chiếm một vị trí rất là nhiều các bạn. Mặc dù là mang tiếng là có ma nhưng mà vẫn rất là đông người hiếu kỳ đến để ở để mà xem như thế nào. Chị dám mở không? Rồi, ok. À, du khách như tụi mình thì chỉ được đến cái khu vực này thôi. Còn muốn lên trên nữa là chỉ dành riêng cho những người nào mà ở đây thôi hết các bạn. Ok, bây giờ tụi mình đi ra ngoài, đi tắm biển. Ô, tối nay là có dàn nhạc thì sống vậy đâu đây nè. Rồi, trước khi ra biển. Nguyên một cái khu này là cái khu của hotel không đó các bạn. Rất là đẹp ha. Rất may mắn là hôm nay tụi mình đi cái thời tiết rất là đẹp. Nắng nhưng mà không có nắng chắc lắm, mà cũng không có gió. Nên là tụi mình rất là thích. Đó, cái thằng máy mấy trăm năm gì nè. Mình xin giới thiệu thôi cả. À, cái thang máy này là mấy trăm năm rồi đó các bạn. Nhìn thấy ghê quá. Có nhiều người ở quá chứ. Cái này là khu gift shop rồi nè. Bán thường thường mấy hotel nó có mấy khu gift shop bán đồ cho mình ở, mình cứ thiếu gì mình ra đây mình mua. Giờ thì tụi mình sẽ đi xuống biển chơi thử nha các bạn. Đó, biển buổi chiều thì rất là đẹp nè. À, nếu mà mình ở cái hotel này là mình ra thẳng biển luôn á kia hả? À, rất là sướng luôn đó. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra cái bãi biển. Các bạn, đây là cái con đường mà từ cái hotel El Coronado ha. Tối